bóc được nhá. Này, bóc được lớp vỏ nhá. Xem cho xem các bạn xem cái vanh. Đây, chắc được khoảng 38. Này mình 20. 10 phân. Đây mình 20 là 38. Đường kính khoảng 10 cm. Đấy. Gốc này 30 cm. Gốc này thì khủng rồi, gốc thì vĩ đại. À, bóc được nhá. Wow, đây đây. Quay ra đây. Quay sát. Quay sát để bóc. À. À, ấy. Tuyệt vời chưa? Bóc được các bạn ạ. Rồi, chuyển ra ngoài để bóc bằng bên ngoài. Bó bầu nhá. À, hơi to, hơi nhiều. Thì phải thế thì mới ổn được. Đấy, đấy. Wow, tuyệt chết. Chúng ta lưu ý là chúng ta bó ở cái phần trên nhá, phần trên là chính. À, khả năng khó phết đấy, may là đất nó dẻo, các bạn, đấy, thấy không, dây nào lại được. Cố gắng cho đất nó dính chặt vào nhau. Đấy, giờ chúng ta quấn lên. Đấy, 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 thấy không? Wow. Mình vừa sờ mình thấy nó cũng gân gân rồi. Nó cũng có nhiều gân đấy. Nên là thôi cứ bóc thôi. Bóc để xem là nó tỷ lệ nó dễ như thế nào. À, cũng có dễ người ạ. Mới ra dễ. Chứ không chưa phải ra dễ. Hiểu này, có dễ. Có một ít. À, bên này cũng có một ít. Được, không sao cả. Hoa giấy thì về bản chất thì nó cũng rất là dễ ra dễ. Nhưng mà đôi khi là chiết một cái bầu to này thì cũng không phải đơn giản. Đấy. Đây, nó bị ướt. Có dễ nhá. Có dễ nhưng mà dễ bé lắm. Dễ bé lắm. Thôi mình đành phải xử lý kiểu kiểu ấy. Kiểu khác đó. Xem là nó có dễ, nó có đâm tốt hơn không? Nó có ra tốt hơn không? Thì lớp này đi. Đây nhá, có dễ. À, cũng có một ít dễ. Dễ ít lắm. Nhưng không phải nhiều. Đây các bạn nhìn nhá. À, dễ hơi ít. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý nhá. Đấy. Mình sẽ tiến hành xử lý nó. Bây giờ là mình sẽ làm này. Đây. Cái thùng sơn. Mình sẽ để cái thùng sơn này vào, xong mình sẽ đổ cát vào nhé. Mình đổ cát vào. Đây cái thùng sơn này. Quét lỗ nhé. Quét lỗ nhưng mà bằng cái thân cây. Ngón tay bây giờ mình ấp vào, xong rồi mình bó vào, xong rồi mình sẽ đổ cát vào trong. Đấy, đổ cát vào trong để cho nó kỳ vọng là nó sẽ ra dễ nhiều. Kỳ vọng nó sẽ ra dễ nhiều các bạn nhé. Đấy, xong đây mình sẽ tiến hành làm. Rồi mình sẽ đi lấy cát đi đổ vào nhá. Cát về đổ vào. Mình dừng đi. Cái nút đỏ. Đấy, mình cho cát nhá. Đấy, đổ cát vào đấy các bạn ạ. Các bạn lưu ý là để cát phần cân nhá. Đấy. Cái thùng này là mình cũng để thủng rồi, chứ không phải thùng kín, cho nó thoát nước.
Thấy không? Đấy, may nó có cái này nó giữ. Hãy dừng đi. Đây mình đổ. Đổ thêm nhá. Đổ một ấy thứ hai. Đấy. Đấy, đây. Đây thì nữa mình sẽ cho tí nước vào. Tí nước vào cho nó. Tí nước vào cho nó lắng xuống nhá. Đây là nay mình sẽ tiến hành tháo cái bầu cát của cái gốc hoa giấy mình chiết này ra xem nhá, xem nó có dễ không. Đấy, chả biết nó có dễ không mọi người. Mình chiết rồi nhưng mà cái rễ nó bé, nó yếu quá, cho nên mình tiến hành là làm thêm cái bầu này, bầu cát này. Bây giờ mình thử bóc ra xem. Đấy, bóc ra xem nào, xem nó còn rễ nhé. À, được, không được nhiều rễ lắm đâu. Wow, để lâu thế mà, để lâu thế mà rễ rất ít đi. Không ăn thua, tóm lại là không ăn thua. Này khả năng là thôi cứ cắt xuống dâm vậy, cắt xuống trồng thôi, dễ ít quá, dễ quá ít luôn, bởi vừa rồi là nó nóng mà, nắng nóng cho nên là không có. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắt vào hỏi dầm. Cũng có dễ các bạn ạ, nhưng mà nó không nhiều. Để thôi mình quyết định mình cắt bỏ mình dâm ra ngoài. Đấy, kệ này. Đấy, cây hoa giấy này siêu khủng luôn nhá. Tròn nhé, không phải nó vỡ.
Kinh không? Ấy. Trùng hết đất rồi. Dễ làm bật. Xin giới thiệu bà con nhé, đây là cây hoa giấy tím Huế. Sau khi mình chiết là nó rễ nó ít quá, đó là mình quyết định mình cắt mình dâm cho nó nhanh. Đưa khách về.